Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Soi Game, chuyên mục được lên sóng vào mỗi thứ sáu cách tuần, nơi chúng mình tổng hợp những tin tức kỳ lạ và sự thật thú vị trong làng game thế giới. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về căn phòng mờ ám của Celeste, về lời khuyên làm nông kỳ lạ và về bí mật trong game về ngựa. Hãy ngồi xuống, thư giãn và thưởng thức số Soi Game thứ 88 này nhé. Căn phòng của sự tri ân. Đối với mình, Celeste luôn có một vị trí đặc biệt trong tâm trí. Không chỉ là vì nó hay, mà game còn thắp sáng lại ngọn lửa platforming trong lòng mình, thứ mà đã bị tắt ngóm bởi Mega Man X6. Nhờ đó mà mình lại bắt đầu có hứng thú và chơi những tựa game như là Super Meat Boy, Shovel Knight, rồi chuyển sang những game không phải platforming nhưng mà vẫn khó như là Hyper Light Drifter và Fury. Madeline đã không bỏ cuộc mà, vậy thì mình cũng phải noi gương theo chứ. Cơ mà đó, vì mình thích Celeste, cho nên hôm nay mình sẽ tổng hợp một số sự thật thú vị về tựa game này. Đầu tiên, Celeste có một achievement ẩn liên hệ tới tựa game Mario. Để cho dễ thì bạn hoàn toàn có thể mở Assist Mode để không thể chết, dash vô tận và giảm tốc độ game cũng được. Sau đó, hãy cố chạy sao cho bạn nhặt được ít nhất 6 quả dâu trước khi ăn chúng. Cuối cùng thì... bạn sẽ được một up. Một easter egg khác cũng liên hệ tới Mario là ở chapter 4. Tại đây bạn sẽ thấy trái tim nằm ở quá cao so với tầm với. Điều bạn cần làm là đứng lên trên cái cục platform màu trắng này và quỳ xuống. Sau một hồi, bạn sẽ chui ra đằng sau nền và nhảy lên trên phần đất phía sau. Từ đó có thể nhảy lên trên lấy trái tim. Nó liên hệ tới Super Mario Bros. 3 ở World 1-3. Bạn cũng có thể thấy một cái platform trắng. Quỳ xuống vài giây thì Mario sẽ chui xuống nền của map, và nếu chạy đến cuối, bạn sẽ đến một căn phòng nơi Toad trao cho bạn Warp Whistle, một cái còi mà khi dùng sẽ đưa Mario tới Warp Zone, nơi bạn có thể nhảy cóc tới bất cứ world nào mà mình mong muốn. Tiếp theo, ở chapter 6, bạn sẽ bắt gặp một khu vực có cái thang máy bị hỏng. Thay vì đi tiếp sang phải thì hãy nhảy lên trên. Tại đây, bạn sẽ phải thực hiện một số kỹ thuật khó nhằn như là wall bounce, là dash lên trên miếng tường phía trên rồi nhảy trong cú dash ấy để lên cao hơn, và hyper dash là dash theo chiều ngang để có đủ lực nhảy xa hơn. Khi vào được đây, bạn sẽ được vào căn phòng của developer với một số nhân vật là các tựa game khác nhau. Cái cục vuông đỏ ở trên là Ogmo trong game Jumper, ở dưới là Nevoa trong Skytorn, một tựa game đã bị hủy năm 2018, Yuri trong Out There Somewhere và hai cung thủ trong Towerfall. Mục đích của nhân vật chính Madeline đến núi Celeste là để chinh phục và tìm lại chính mình. Xuyên suốt game, chúng ta sẽ thấy nhiều lần cô bộc lộ nỗi lo âu và sự nghi ngờ bản thân. Đỉnh điểm là với sự xuất hiện của Madeline trong chapter 5. Tại đây, bạn sẽ thấy nhạc nền có gì đó là lạ. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng như là người nói nhưng mà bị tua ngược vậy. Nếu bạn đảo audio lại thì sẽ nghe thấy những lời này. Có thể thấy đây là những suy nghĩ tiêu cực trong Madeline, rằng cô không thực sự hiểu bản thân và sợ những suy nghĩ của chính mình. Lời độc thoại đầy đủ của cô thì đây, các bạn có thể pause để đọc kỹ hơn. Có một nhân vật khác cũng muốn chinh phục đỉnh núi Celeste, đó là Theo. Chúng ta không biết quá nhiều về cuộc đời của anh, chỉ biết là anh từ tận Seattle du hành tới đây. Cơ mà thực ra chúng ta có thể hiểu nhiều hơn về nhân vật này thông qua Instagram. Ở cuối chapter 2 thì anh đã chụp một bức selfie với Madeline, sau đó nói rằng sẽ đăng ảnh lên trên Instapics. Instapics thì không có thật rồi, nhưng mà chúng ta có thể lên Instagram để xem những bức ảnh của Theo. Tên tài khoản của anh là Theo Understars, và những bài đăng đầu tiên thì đơn giản là selfie và tất nhiên phải có ảnh mèo rồi. Sau đó anh ấy chuyển đến Seattle để sống và làm việc, nhưng mà cảm thấy rằng công việc này quá nhàm chán và anh đang không sống trọn vẹn cuộc đời của mình. Kiểu bạn biết đấy. Nên là anh quyết định xách ba lô lên và đi đến Canada. Sau đó Theo đã làm bạn với một số người và cùng họ đến núi Celeste. Tại đây anh có chụp ảnh với bà lão ở đầu game, gặp những chú chim ở chapter 1, selfie với Madeline, chụp tấm gương khiến anh bị mắc kẹt trong gương, được Madeline cứu và về cabin gỗ nghỉ ngơi cùng bà lão,
người đang ngồi trong một chiếc ghế gaming. Sau khi về Seattle một thời gian thì Theo lại đi Canada du lịch và gặp lại Madeline. Chúng ta thấy cô gái ấy đã tự tin hơn về bản thân và còn học cả bắn cung nữa. Thật vui khi thấy Madeline đã ổn hơn. Sau chuyến đi này thì Theo đã đăng một video ngắn nói rằng sẽ nghỉ mạng xã hội một thời gian. Và một thời gian ở đây là 200 tuần rồi ý, ông còn sống không vậy? Cuối cùng trong chapter 9, ở khu vực này, nếu nhảy sang bên trái, bạn sẽ bắt gặp một căn phòng nhỏ với màn hình hiện một trái tim đi kèm với tiếng nhạc kỳ lạ. Đây là một bí mật được thêm vào bởi Kevin Regami, một trong những người phụ trách mảng âm thanh của Celeste. Ông cũng là giám đốc sáng tạo của Tunic luôn, có vẻ ổng cứ động vào game nào là game đấy có bí mật. Nếu Kevin phụ trách mảng âm thanh thì rõ ràng chúng ta phải phân tích tiếng nhạc lạ trong căn phòng đúng không? Một số người đã nhận ra rằng khi thể hiện nó theo dạng spectrogram và zoom xuống dòng dưới cùng, chúng ta có thể thấy dòng chữ Not So Empty cũng không trống rỗng đâu. Kết hợp với trái tim trên màn hình thì nó liên hệ tới cái trái tim mà chúng ta nhặt được trước đó cũng trong chapter 9 và nó hiện lên cụm từ Empty Space. Từ lúc đó cho đến gần hết chapter, game thỉnh thoảng sẽ bị glitch. Một số người nghi ngờ rằng bí mật nằm trong những tiếng glitch đấy. Và đúng thật, khi hiện thành spectrogram, mỗi lần glitch sẽ cho chúng ta một số chữ cái. Nếu dành thời gian để cắt ghép thì chúng ta sẽ có được bức hình này. Đây là danh sách những thành viên nổi bật trong server Discord của Celeste, hay còn được gọi là Celeste Court, hay cũng còn được gọi là Hiệp hội Leo núi Celeste. Một cách rất hay để tri ân những người đã hoạt động sôi nổi cũng như ủng hộ tích cực tựa game này. Hả? Các bạn cũng muốn được tri ân như vậy á? Vậy thì tại sao không tham gia chương trình hội viên của Phê Game nhỉ? Thì bọn mình sẽ không biết nhét chữ vào spectrogram như thế đâu, nhưng mà sẽ cảm ơn bằng lời như là số soi game trước ấy. Tham gia membership thì được gì á? Các bạn sẽ được xem trước video chưa được lên sóng này, được coi video độc quyền này, được nhận merchandise của Phê Game khi bọn mình có nữa. Nếu muốn tìm hiểu thêm thì hãy ấn vào nút join ở phía bên dưới nhé. Bạn của nhà nông. Trong số soi game thứ 35 thì mình có nói về một bí mật đáng sợ trong Harvest Moon Friends of Mineral Town. Nếu như bạn tương tác với chiếc TV vào lúc 4:44 thì một hộp thoại sẽ hiện ra, liên tục chạy dòng chữ 4:44 bằng tiếng Nhật. Và để thoát khỏi nó, bạn phải ấn nút di chuyển theo hình vòng tròn liên tục một lúc hoặc là reset game. Đó là một cơn ác mộng với bất kỳ đứa trẻ nào không may gặp phải. Vậy nên khi tựa game này được remake thành Story of Seasons thì nhiều người đã thắc mắc rằng cái Easter egg đáng sợ này có còn không? Rất vui khi được thông báo với các bạn rằng nó còn. Và còn vui hơn nữa là nó đáng sợ gấp đôi. Một số người đã tìm thấy rằng khi tương tác với TV vào lúc 4:44 thì chuyện này sẽ xảy ra. Con số 13 xui xẻo sẽ xuất hiện liên tục, xen lẫn vào đó là một số chữ cái. Nếu ghép các chữ này lại thì chúng ta sẽ chẳng được cái gì có nghĩa cả. Nhưng nếu đảo ngược thì sẽ có thể dịch thành: để phá vỡ lời nguyền, hãy dùng cần câu 50 lần. Hả? Đây không phải là lời nhắn duy nhất. Một số người chơi đã datamine tựa game và phát hiện ra một thông điệp khác. Một lần nữa, lọc các ký tự không phải là số 13 ra, đảo ngược lại và chúng ta có: để phá vỡ lời nguyền, hãy trang bị cái liềm trong 5 ngày liên tiếp. Nghe không đáng sợ lắm, mà như những lời khuyên làm nông thì đúng hơn. Thì vì nó là thế thật. Trong Story of Seasons, bạn có thể kiếm được những cái dụng cụ bị nguyền, bao gồm cuốc, rìu, cần câu, bình tưới cây, búa và liềm. Một khi đã mang chúng lên người là bạn sẽ không bao giờ tháo nó ra được, bị nguyền rủa mà. Và mặc dù những dụng cụ này rất mạnh, chúng lại tiêu tốn thể lực của bạn gấp 5 lần bình thường. Vậy làm thế nào để hóa giải lời nguyền giờ? Well, bạn có thể trả tiền cho cha xứ Carter để ông dùng phép màu của Chúa Giê-xu lên chúng. Hoặc là bạn có thể nghe theo lời nhắn bí ẩn của cái TV tự dưng phát ra vào lúc 4:44. Đúng, những thông điệp ban nãy, dùng cần câu 50 lần và trang bị cái liềm 5 ngày liên tiếp, đều là hướng dẫn để khiến cho dụng cụ bị nguyền rủa của bạn được ban phước và trở thành phiên bản thần thánh của nó. Rìu và liềm cũng tương tự. Với rìu thì bạn phải dùng nó 50 lần và liềm thì phải giữ nó trong người trong 5 ngày. Nhưng mà hai thứ còn lại là cuốc và bình tưới cây thì bạn sẽ phải trả tiền cho Carter như cách thông thường. Cơ bản nói chung là vậy. Để hóa giải lời nguyền của những dụng cụ làm nông khiến bạn phải vã mồ hôi mỗi lần vung tay thì bạn phải nghe theo những tiếng động mà rõ ràng không phải của con người phát ra từ chiếc TV vào thời điểm đại diện cho cái chết. Và đó là kết thúc của chương trình Bạn của nhà nông ngày hôm nay. Một cái tên khác cũng ẩn giấu thông điệp bí mật là Jack and Daxter.
Trong tất cả các tựa game của series này, bạn sẽ thấy một loại ngôn ngữ ngoài hành tinh lạ hoắc mà đã được Naughty Dog thêm vào. Chắc là sợ người chơi không để ý đến sự tinh tế ấy, cho nên nhà làm game đã cho luôn bảng chữ cái vào một quyển sổ hướng dẫn để vừa flex là họ đã tạo nên một loại ngôn ngữ mới, vừa phục vụ tất cả những người trên thế giới này thấy nó thú vị, tức là khoảng 15 người. Quay lại vấn đề, thì với phần chú giải này, chúng ta có thể dịch chữ ngoài hành tinh trong mọi game. Hầu hết thì cũng khá là nhàm chán như là sự sống, sức mạnh hay năng lượng. Nhưng mà trong game Jack 2 thì các bạn sẽ thấy mấy cái thùng này, chữ trên nó là thùng Echo, bình thường thôi. Nhưng mà vì lý do gì đấy, trong riêng bản remaster dành cho máy PS3 thì dòng chữ đấy lại đổi thành thùng nguyên văn là Barrel of luôn, không hiểu tại sao. Ngoài ra thì trong Jack X Combat Racing, thỉnh thoảng bạn sẽ thấy cái cutscene có một chương trình bản tin có chữ chạy bên dưới. Nếu dịch toàn bộ chỗ ký tự đó trong toàn bộ các cutscene thì chúng ta sẽ có một lời nhắn dài với nội dung khá là ngẫu nhiên, như là hãy chơi lại những game cũ và bạn sẽ thấy Jack luôn có cặp kính trên đầu, cậu ấy sinh ra là để đua. Tess yêu Daxter và Daxter yêu việc Tess yêu Daxter. Tất cả các nhân viên của Naughty Dog gửi lời chào, cùng với đó là cheat code giữ trái phải rồi ấn tam giác tròn vuông x tam giác tròn. Đây là mã bí mật, bí mật đến mức mà sau khi người chơi ấn thử thì cũng chẳng biết nó làm được cái gì luôn. Thực sự ấy, họ đã thử ấn code trong lúc đua ở màn hình pause, ở màn hình menu, nó chẳng ra cái gì cả. Các game thủ còn đoán là kiểu hay là nó được dùng cho game khác trong series nhỉ, cơ mà cũng chẳng được. Nên là hoặc nhà phát triển thêm hướng dẫn cheat code vào nhưng mà lại quên không thêm phần thưởng, hoặc đây là một trò chơi khăm và giờ cả nhà Naughty Dog đang cười vào mặt mình. Tựa game Defender thì khác, bạn sẽ không cần phải dịch từ tiếng người ngoài hành tinh thành tiếng người trong hành tinh, mà chỉ cần biết cách mở Hex Editor thôi. Và nếu tìm kỹ, bạn sẽ thấy dòng chữ này được ẩn giấu. Anh có làm em lứng không cứng? Có không? Locos Gatos. Mèo. Locos Gatos, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là mèo điên, cho nên mới có tiếng mèo ở cuối. Tất cả nhà làm game đều thế này à? Quái bình thường không vậy? Bí mật cập nhật trong bí mật. Pony Island là một tựa game rất đặc biệt. Từ gameplay, cốt truyện cho đến cách trình bày, tất cả đều khác biệt so với một trò chơi điện tử thông thường. Nó có nhiều tầng lớp đến nỗi mà sau khi chơi xong, bạn vẫn sẽ cảm thấy như mình còn thiếu gì đó, vẫn còn thứ để tìm và vẫn còn bí mật để vén màn. Đây chính là một bí mật như vậy. Tất cả bắt nguồn từ bài post này trên Steam của người dùng Visura tiết lộ về secret ending của Pony Island và cách để thực hiện nó. Rất bất ngờ là chính Daniel Mullins, người phát triển tựa game này, đã xuất hiện và khen ngợi nỗ lực tìm ra bí mật của Visura, xong rồi lại còn gợi ý về một số chi tiết nhỏ khác được ẩn giấu. Khi mà nhiều người chơi mới bắt đầu tham gia và chia sẻ phát hiện của mình, thì Daniel nói một câu khiến tất cả phải suy nghĩ. Tôi có hơi ngạc nhiên đấy. Có một bí mật với 4 đến 5 gợi ý được đặt rải rác quanh game mà chưa thấy có ai nhắc đến nó cả. Điều này ngay lập tức đã dẫn đến sự hình thành của một bài post mới về bí mật chưa được tìm thấy. Cuộc chơi bắt đầu. Người chơi nhanh chóng dò tìm quanh game và phát hiện ra rằng trong đoạn mà bạn có thể vào cái character profile, ở phía trên có một dòng chữ rất khó đọc. Đó là vì nó bị đảo ngược theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang. Sau khi xoay màn hình và lật lại để sáng hơn một chút, thì chúng ta sẽ thấy His Father Pure Evil. Một số người chơi khác thì phát hiện ra thông điệp này cũng xuất hiện ở Act 3, màn hình desktop, rất là mờ ở góc phía dưới màn hình. Đó, His Father Pure Evil, hãy nhớ nó. Một manh mối đầy hứa hẹn khác là ở phần Option. Nếu như bạn chưa biết, thì trong Pony Island, bạn có thể phá màn hình tùy chọn để tìm ra được tùy chọn nâng cao được ẩn giấu đằng sau. Ấn vào và chọn phần Security Setting, bỏ qua các tùy chọn như là cho phép chết trên mặt đất đi, thì ở phía bên tay phải chúng ta sẽ thấy một loạt số 0 và 1, mã nhị phân. Khi dịch ra thì chúng ta sẽ được Audio Top Right, Audio phía trên bên phải. Tình cờ thì trong tùy chọn nâng cao chúng ta cũng có phần Audio. Ấn vào, di chuyển lên trên và... Ê, có cái gì này? Thử ấn vào xem. Thông điệp ấy là một lần nữa cất lên, rõ ràng là có vai trò quan trọng. Nếu chúng ta không hiểu nó là gì, thì tại sao không hỏi chính tựa game này luôn? Trong quá trình chơi sẽ có lúc bạn gặp màn hình menu này, và nếu ấn lựa chọn giấy cùng thì chúng ta sẽ được gặp Baphomet. Hắn sẽ bắt chúng ta phải nhập mật khẩu. Nếu nhập His Father Pure Evil thì sao?
Baphomet trả lời rằng ông ấy tồn tại, nhưng ta không phải là ông ấy. Hả? Sao nhà vẫn còn cháy? Sự thật hết rồi mà. Không, thực sự ấy, đó là bí mật mà Daniel đề cập đến ban nãy. Đơn giản thì game có gợi ý về sự tồn tại của bố Satan, the father of all mythological evil, và câu trả lời của Baphomet chỉ khẳng định là hắn ta có thật mà thôi, gọi là một chút world building cho Pony Island ấy mà. Những người tham gia công cuộc tìm kiếm thì không biết điều đấy, họ nghĩ rằng đó chỉ là manh mối tiếp theo để dẫn tới bí mật cuối cùng. Một số người còn lấy cái đoạn âm thanh rồi đảo ngược lại cơ, để xem có lời nhắn bí mật nào không. Mình thì không nghe được cái gì cả, nhưng mà mọi người cứ bảo rằng đấy là a beeper, perhaps. Sau đó là ngõ cụt. Các thành viên cứ lục tung cả game một cách vô định. Daniel Mullins đã trực tiếp chứng kiến cảnh đó, thấy mọi người tận tụy quá cho nên là không nỡ thông báo rằng bí mật đã được khám phá ra luôn rồi. Nhưng mà điều đó đã cho anh một ý tưởng. Daniel sẽ mở rộng bí mật đấy ra và thêm nó vào trong game dưới danh nghĩa là một cái patch. Vào ngày 9 tháng 1 năm 2016, patch 1.11 lên sóng, sửa các vấn đề như là tụt FPS và mắc kẹt ở màn hình save vân vân. Nhưng thực ra, trong đấy là một món quà dành cho người chơi. Chỉ sau đó, vài tiếng thôi, những người truy tìm bí mật đã ngay lập tức tìm được manh mối tiếp theo. Ở màn hình Search Prox, tự dưng có một dòng mới, A Beeper 1132%. Họ thề rằng trước đấy nó không tồn tại. Ờ thì đúng, tại vì Daniel mới thêm vào mà, lấy cảm hứng từ đoạn audio tua ngược kia. Sau đó, họ đã hỏi Lost Soul ở cái màn hình chat ngay bên tay phải là A Beeper là cái gì thế? Thì nó trả lời rằng một Kings, hãy đọc tên tôi tớ của ta cho thần Baphomet. Một Kings, đây là một bộ sách của Kinh Thánh, đó là sách các vua 1. Và như ở trên chúng ta thấy A Beeper 1132%. Có lẽ thông điệp nằm ở chương 11 câu thứ 32 của sách các vua 1 chăng? Thử tìm xem. Nhưng vì đầy tớ ta là David, và vì Jerusalem thành mà ta đã chọn giữa các bộ tộc Israel, nên sẽ còn lại một bộ tộc cho Salomon. Tôi tớ của ta, David, đọc tên tôi tớ của ta cho thần Baphomet. Tức là chúng ta quay lại chỗ Baphomet và điền tên David vào thì... Kể cả khi chết, người vẫn tìm Jerusalem sao? Người đã chọn sai cổng rồi. Sai cổng? Thế cổng đúng là cổng nào? Có người đã vọc vạch file hệ thống của game và thấy hình này. Đây là bức hình của cổng vàng Jerusalem, một trong 7 cổng để vào nơi này. Có lẽ cổng vàng là câu trả lời sai và đáp án nằm trong 6 cổng còn lại sao? Có cổng Damascus, cổng Herod, cổng Jaffa. Chẳng lẽ phải điền từng cái tên vào à? Trong lúc tất cả đang bối rối thì đấng cứu thế xuất hiện. Người dùng Cast Pretend They Are Smart đã đưa ra những lời thông thái. Cách nhanh nhất để đi vào ngõ cụt là phức tạp hóa một câu đố, giải mã xa đến mức mà không còn thấy ý nghĩa gì nữa. Cái cổng đơn giản chỉ là cái cổng thôi. Mọi người đã thấy nó rồi, hơn cả một lần ấy. Nó to lắm. Các bạn có nhớ đã nhìn thấy cái cổng ở đâu không? Đúng rồi, nó nằm ở màn hình tùy chọn nâng cao. Chắc chắn tất cả mọi người đều trả lời vậy đúng không? Mình biết các bạn giỏi mà. Cơ mà đó, cái cổng ở đây, thấy rõ chưa? Câu hỏi là làm thế nào để mở được nó? Cái này thì hơi phức tạp một chút. Khi bạn nói chuyện với Baphomet thì lịch sử trò chuyện của bạn sẽ được lưu tại đây. Đó, rất bình thường đúng không? Nhưng mà ngay khi bạn điền His Father Pure Evil vào thì phần lịch sử chat nó sẽ thành thế này. Mã nhị phân. Khi dịch ra chúng ta được Useless Bottom Right. Ở phần Advanced Gameplay chúng ta sẽ thấy All Prototype Options ở dưới, và khi ấn vào sẽ có một lựa chọn là Really Useless Options. Ấn vào thì sẽ ra màn hình này. Nào, Useless Bottom Right, phía dưới tay phải. Thấy không? Ấn vào và cánh cổng đã được mở. Giờ thì bước cuối cùng, quay trở lại chỗ Baphomet và điền David. Xin chúc mừng,
bạn đã được thấy dự án tiếp theo của Daniel, Pony Island phần 2, Panda Circus, và đó mới là kết thúc thực sự của bí mật này. Cuộc hành trình khá là vui, từ một bí mật bé tí, Daniel đã chiều game thủ và mở rộng nó ra thành một thứ lớn hơn, làm thỏa mãn máu phá án của những người tham gia. Đây là một ví dụ sáng giá về nhà làm game có tâm là như thế nào. Cảm ơn Daniel Mullins. Và giờ là thời lượng của vòng điểm thưởng, nơi chúng mình liệt kê những sự thật nhỏ nhỏ cho các bạn tráng miệng ở cuối video. Trong Horizon Zero Dawn, gần cuối của game, tại một cơ sở dưới lòng đất, bạn có thể thấy ở phía xa xa có chỗ bám tay để cho Aloy trèo. Nếu tìm mọi cách để nhảy ra đấy, dùng chỗ bám đấy để trèo lên trên, thì bạn sẽ thấy ở phía bên kia là một cái xác rất lớn. Trên tay trái là hộp giấy ăn, còn tay phải thì đặt ở chỗ thắt lưng. Có vẻ là trong giây phút cuối cùng, anh bạn này đã quyết định xả một cái trước khi chết. Sau khi chi tiết này được phát hiện, game đã có một bản cập nhật và sau đó chỗ bám tay đằng xa đã không còn nữa, và dùng chế độ chụp ảnh thì có vẻ cái xác cũng đã bị mất. Rất có thể đó là một bí mật được nhân viên nào đó của Guerrilla Games thêm vào mà không được phép, do đó nó đã bị xóa bỏ. Sự thật tiếp theo được đem đến bởi Final Boss Ghosty. Trong Yakuza Zero, bạn có thể bắt gặp một side quest khá là hài hước. Kiryu sẽ phải giúp đỡ một đạo diễn nổi tiếng thực hiện một MV. Đạo diễn đó là Stephen Spinning và ca sĩ chính của MV này là Miracle Johnson. Yeah, các bạn có thể thấy nó liên hệ với ai rồi đúng không? Kiryu sẽ phải đánh bại các zombie để Miracle Johnson có thể thực hiện màn Miracle Walk của mình. Điều logic hơn cả cái nhiệm vụ này là việc chúng ta có thể đập các diễn viên thẳng tay mà không có vấn đề gì cả. Còn nữa, cái này mình quên không nói ở fact đầu tiên. Trong folder hệ thống của Celeste, nếu các bạn giải nén file sfx.bang ra thì sẽ được một loạt các file âm thanh của game. Trong đó có cái này, wowsosecret.waw. Ấn vào thì bạn sẽ nghe thấy cái này. Và đó là sự thật cuối cùng cho số soi game ngày hôm nay. Nếu thích nội dung của chúng mình thì hãy nhớ like video và subscribe cho Phê Game nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.